Xin chào bà con và các bạn. Đây là túi để bọc trái cây. Túi bọc trái cây có dây rút. Đây là cái dây rút. Cái túi này thì nó rất là bền và hiệu quả sử dụng để bọc trái cây nó rất là cao. Thì bây giờ trồng trọt thì nó bị cái ruồi vàng rồi ong rồi các con côn trùng nó châm vào những cái quả nó gây hỏng rất là nhiều. Cho nên là cái túi này là cái túi cỡ vừa phổ biến nhất để dùng cho ổi, na, cam, xoài. Một cái túi một bịch như này là 100 chiếc. Bịch này 100 chiếc giá là 95.000. 95.000 một bịch 100 chiếc. Các bác nào đặt hàng thì gọi số 086 515 3185. Các bác nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi video. Cái túi này thì được làm bằng cái vải không dệt dày dặn và có độ bền cao. Cái này nó phải dùng được vài năm các bạn. Chuyên dùng để bọc bưởi, ổi, na, mãng cầu, vải, nhãn, xoài. Bà con lưu ý là với những cái túi bọc trái cây này ấy, thì về cái thời gian tháo ấy, với cây bưởi thì có thể tháo trước khi thu hoạch khoảng 10 đến 15 ngày. Tại sao cây bưởi phải tháo trước? Bởi vì cần phải để cho cái quả bưởi nó hấp thụ ánh sáng tự nhiên, nó giúp cho cái vỏ bưởi nó vàng óng, nó đẹp và nó có mùi hương thơm. Còn với những cái loại cây khác như là ổi, na, xoài, mướp, nhãn, vải thì khi nào thu hoạch thì bà con tháo. Và khi tháo ra thì bà con có thể giặt sạch và phơi ra dùng vào vụ sau. Tức là nó có thể sử dụng nhiều lần. Cái này nó có một cái tiện là nó có một cái dây rút ở đây. Người ta làm sẵn, mình chỉ việc rút vào luôn và buộc cuốn lại luôn, chứ không phải lại mất công lấy cái dây khác để buộc nữa. Và quan trọng là nó sử dụng, tái sử dụng được nhiều lần. Giá 95.100 cái. Ship hàng trên toàn quốc, và con nào cần thì gọi 086 515 3185. Và có một cái lưu ý nữa là trước khi bọc thì cần đảm bảo là cái vườn cây nhà nhà các bác nó sạch bệnh. Thì trước khi bọc và khoảng 2-3 ngày thì các bác phun một lần, phun thuốc một lần để đảm bảo là cây nó không bị các cái loại sâu bệnh, thì mình bọc vào cái trái cây nó sẽ hiệu quả hơn. Bà con nào cần mua thì gọi ngay vào số 086 515 3185.